Nếu các bạn chưa biết thì mình đã lập thêm một kênh mới rất dễ thương về chủ đề review truyện tổng hợp. Đây sẽ là nơi chúng ta nghỉ giải lao sau những giờ học hành và chơi game căng thẳng, cùng với những bộ truyện hay và hấp dẫn nhưng không kém sự hề hước. Hy vọng các bạn sẽ ghé thăm và ủng hộ qua đường link dưới phần mô tả hoặc qua phần mục kênh của mình. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào thân ái và quyết thắng, trong trở lại với channel của mình là Quân Toriko đây. Rất vui khi là bạn trong series Red City và xin chúc bạn có một ngày thật là tốt lành và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Cuối cùng thì ngày này cũng đến rồi các bạn. Chúng ta sẽ có được một chiếc rương phục thù thứ hai. Đó chính là chiếc rương vàng ở trong đây các bạn ạ. Một điều mà có lẽ phải nói là không biết như nào, nhưng mà chúng ta đã mở chiếc rương này. Phải nói là hai lần trước thì một lần chúng ta ra được đó là 25 op Joker Helric. Vô cùng là ngậm ngùi cay đắng các bạn ạ. Lần thứ hai mình đã ra được một chú rồng, nhưng đó là một chú rồng Helric bình thường. Trời ơi, còn gì gọi là chua xót hơn các bạn. Và đó chính là chú rồng High Queen. Đấy, và trong lần này thì chúng ta đã có cơ hội để quay trở lại với chiếc rương này. Và cũng có khả năng chiếc rương này sẽ là chiếc rương cuối cùng các bạn ạ. Lúc nào thì mình cũng nói như vậy, nhưng mà tại vì chúng ta có cơ hội may mắn nên được tới chiếc rương này là rương thứ 3. Thì không biết là còn chiếc rương thứ 4 không, nhưng mà cứ xem như là chiếc rương vận may đi các bạn ạ. Bởi vì chúng ta còn có thể là mở được một vài những cái chiếc rương khác. Ok, như chiếc rương bạc này thì có lẽ mình sẽ mở được 4 lần. Rương này mình mở được 2 lần, rương này mình mở được 1 lần. Nhưng mà chưa dừng lại ở đó đâu các bạn ạ. Tại vì mình đang gọi là đánh một cái quest ở trong đây, chính là quest chu rồng cao cao các bạn, nhẫn cao cao. Thì thôi nay mình cũng sẽ hoàn thành cái quest này luôn nha các bạn. Đấy, đánh vô đánh nhanh đi, tránh đêm dài tắm mộng các bạn ạ. Đấy, bây giờ thì mình gọi là đánh xong màn này, mình lấy được 20 cái huy hiệu. Rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau là test thử nhân phẩm sau khi đã quay trở lại lần thứ 3 nha các bạn. Và nói là 8 quá tam 3 bận các bạn ạ. Lần này thì mong mong là sẽ ra được phần thưởng ngon lành các bạn ạ. Quá là ngon lành luôn á. Rồi ok, và thế là mình đã hoàn thành xong cái quest redemption này. Rồi nhận nào. Đó. Và đây là huy hiệu 20 cái luôn nha các bạn. Wow, biết là nếu mỗi ngày chúng ta lấy huy hiệu free có tích được nhiều không. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái công việc là mở rương nha các bạn. Wow, cũng được kha khá rồi nè. Trong chiếc rương này thì mình có thể mở ra thêm 10 cái huy hiệu redemption nữa nếu như may mắn. Nhưng thực ra thì mình muốn mở ra game các bạn nha. Giờ thì ở game chúng ta gọi là suy giảm rất là nhiều. Thì mở ra 30 game nè, 45 game nè, hay là 15 game cũng được. Còn không thì ra 2 viên bơ. Chứ còn máy mạnh này mình không có nhu cầu đâu. Còn không thì ra cho mình là 10 off legendary cũng được, hoặc là 10 off Helric. Ok, cái bơ tim vàng thì mình có nhiều rồi, mình cũng không cần mở ra đâu các bạn ạ. Và những cái mảnh và những cái off khác cũng vậy. Ok, vậy thì đã xác định được phần thưởng thì chúng ta cùng nhau là mở ra thôi nào. Thì chắc là mấy rương này sẽ dễ. Nếu không lẽ rương này lại mở ra gọi là cũng đang luôn các bạn. Ra nào, chiếc rương đầu tiên. Một viên gọi là bơ máu. Ok, nói chung là mình tích nhiều bơ máu, bơ đam thì sẽ dành cho chú rồng nào phù hợp. Mình dồn lại một chú rồng luôn các bạn ạ. Và đây sẽ là chiếc rương bạc thứ hai. Nó sẽ là mang sức mạnh như thế nào? Có lẽ là bơ đam cho nó tròn luôn các bạn ạ. Úi dồi ôi, 10 orb của chú rồng gọi là Epic. Epic thì mình quá là nhiều rồi, không cần làm gì nữa. Mà thôi, ta cứ mở đi. Biết đâu ta gọi là sẽ cần dùng trong tương lai phải không các bạn? Và đây thì sẽ là chiếc rương thứ 3. Trong chiếc rương thứ 3 sẽ có gì đấy? Chắc là phần thưởng là game đấy. Game! Có thêm 10 off là 10 cái huy hiệu của Redemption. Cũng không biết như nào nhưng mà thôi lấy thêm 10 cái cũng được. 35, 70, 70, 105. Thêm một cái nữa thì mới mở được ba cái rương màu đỏ các bạn. Thấy rương bạc này cũng ngon nè. Ok, rương bạc Redemption. Ra cho mình là game đi. Nãy giờ chưa lấy ra game nha. Ra ít game là sai game chứ. Ra game, mình lại mở thêm được là 10 cái huy hiệu Redemption. Không biết là Hensu mày rủi nào. Nhưng mà nhìn cái tỷ lệ thế này thì có khả năng là mình sẽ có thêm một chiếc rương gọi là màu vàng, màu tím nữa. Vì nói chung là 140 phải không các bạn, mở được 2 lần thì mình có 114, mình sẽ cần thêm khoảng thành là 36 nữa. 36 thì trong vòng còn gọi là tới tận là 45 ngày
không lẽ chơi xương xương mà không có, gọi là bát thì cũng có xương xương rồi. Ok, giờ sẽ là chiếc rương cuối cùng của rương bạc. Chắc là như vậy quá không? Lên nào, phải không? Phải không? 10 off. Ok ngờ các bạn ạ, 10 off gọi là Joker Legend, quá là ngon. Qua, wow, còn một cái rương bạc nữa. Thì rương này là đích thị là game rồi, chứ còn gì nữa. Trời ơi, ra đi nào. Chứ mà rương vừa nãy là may mắn nha. Rương 10 off nè, với hai rương kia cũng thuộc dạng là may mắn lắm mới ra đấy các bạn. Có cái chữ màu vàng luôn, may mắn lắm mới ra. Ui, thấy nghi nghi ra chút rồng Redemption Dome các bạn ạ. Thì đây các bạn có thể xem là cái rương này nha, là ám chỉ là may mắn lắm mới ra cái màu vàng là cái Redemption gọi là Insignia này, cái huy hiệu Redemption này mà mình ra được hai lần, trong khi chiếc rương này mình gọi là ra cái màu vàng vàng chút rồng Redemption noi trên đây không ra đi, trời ơi. Còn cái này thì sao? Cái rương này thì thấy không có giòn lắm các bạn ạ, dù có ra off ra mảnh ấy thì cũng như không à. Mình ra rồng đi, ra thêm cho mình một chú rồng gọi là, ủa đây là mảnh mà, ra cho mình một chú rồng Redemption hồi sinh là chú rồng này đi đấy, hoặc là cho mình thêm chú rồng này luôn đó, chú rồng Redemption gọi là này đi, mấy chú rồng Redemption có rồi thì thôi, không thì ra mấy chú rồng này để sản xuất trái cây cũng được. Trời, không sao các bạn ạ, chứ ra gọi là mảnh thì off gì này. Ra bình trend cũng được, nhưng mà có 5 bình thôi sao, hoặc là Obsidary, hoặc là Obsoccer vậy đi, phải nhanh không, 25 chìa khóa cũng được. Ok, chung là không có đòi hỏi gì nhiều, cứ vậy mà làm được 3 rương nha, 3 rương màu đỏ. Và đó sẽ là chiếc rương màu đỏ đầu tiên, sức mạnh tràn về, nhân phẩm ra được. 50 off của chú rồng Redemption này á, thực ra là ra nguyên chú rồng đi, chứ mà ra 50 off này cũng không có summon đâu. Trời ơi, 200 mảnh thì may ra, chứ còn này thì không summon đâu. Rồi, ok. Nói chung là ra mảnh là kiểu trong đây gọi là hên lắm ra đấy. Không là không có cái nịt đâu. Ok, chấp nhận. Vậy thì chiếc rương thứ hai, chiếc rương thứ hai sẽ ra gì đây? Có lẽ nào chính là nó, chiếc rương màu đỏ. Ra rồi. Trời, 25 off Redemption Noid Dragon. Ra được cái đúng cái màu vàng luôn các bạn ạ. Nhưng mà nói chung là cũng không có ăn thua gì đâu. Mà không sao, nói chung là lấy off, lấy mảnh để cho anh qua cũng được. Thôi kệ đi. Ok, lấy như là bảo vật vậy. Rồi, và bây giờ thì đó là bảo vật may mắn nha các bạn. Bây giờ thì chiếc rương màu đỏ cuối cùng sẽ mang chúng ta về đâu? Về đâu đây? Là về đây chứ đâu. Ok là 10 cái bình trend legend. Mình thì bình trend heritage chứ, và mình thì có nhiều lắm rồi. Rồi 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 rồi, cái quan trọng là cái rương này đây các bạn. Quan trọng là liệu chúng ta có gọi là phục hồi phục hận lại nhân phẩm trở lại hay là cái gì đấy, cái kết bất ngờ hay kết đắng gì đấy là tùy thuộc vào rương này các bạn ạ. Quyết định cho mình nè. Ok, thì nãy giờ ra được mấy cái màu vàng nữa, cho ra mình ra chút rồng 2 Redemption Noid đi, Dragon đi, đỡ phải gọi là... Nói chung là ra được chút rồng này mình nâng lên 2 sao và đánh full cái quest này luôn các bạn ạ. Nếu mình ra được, sẽ ra 2 sao và đánh full cái quest này luôn, nâng lên thẳng luôn. Thì thử ra cho mình xem, sẽ làm cho các bạn xem luôn. Đấy là nếu như ra được nha các bạn, có cái nịt các bạn ạ. Đấy, cho dù ra 100 mảnh hay 500 mảnh không ăn thua gì đâu. Chú rồng này summon bằng 500 mảnh lận. Ui giời ơi, ra này thà cho 300, 200 hay là 500 luôn đi. Có mảnh một summon hai gọi nâng sao cũng đã. Chứ ra như này mà còn để màu vàng nữa chứ. Còn ra những cái mảnh Redemption này có 100 mảnh không làm ăn được gì đó các bạn, phải gọi là summon, kiểu là triệu hồi thêm bù óc vào nữa. Mà mình thì đâu có nhu cầu là bù óc vào đâu. Mình thà mình lấy nguyên con nha, chứ mình không lấy riêng lẻ đâu. Mấy chú rồng Heritage này thì thôi, trời ơi, bình thường nó có gì đâu để sưu tầm, mà kiểu không có sản xuất trái cây các bạn ạ. Mình để trong kho mình chưa up ra kịp. Như những chú rồng này nha, còn sản xuất được trái cây còn đỡ nè. Hoặc là có thể là vừa sưu tầm mà vừa có thú nuôi các bạn ạ. Đấy, hay gọi là view điều các kiểu nè, hai Corrupted Time nè, trong bàn tay của mình một lần rồi, nhưng mà gọi là đã đi ra các bạn. Nói chung là mình không có ý định summon chú rồng này, nên là chú rồng này đã không có được gọi là xuất hiện trên hòn đảo của chúng ta. Hai Master Kama nè,
Rồi mấy chung rồng Redemption nhé, không có hai Access of Mir thôi các bạn ạ. Mấy chung rồng Redemption như này đây. Ôi game Harris với lại Obstacle. Thôi ra 50 Op Legend cho nhanh cũng được. Gọi là nếu không ra được mấy cái mình mong muốn thì ra cái đó cũng được. Chứ giờ là không biết như thế nào luôn các bạn. Ok, và chiếc rương cuối cùng, ý là trong video vàng, thì chúng ta sẽ gọi là ra gì đây? Nhân phẩm trở lại cái kết thế nào? Lần thứ ba rồi, xin đừng để làm tao thất vọng các bạn. Trời ơi, nhiều khi là ra màu vàng ra Redemption Noi luôn á. Redemption Noi, chính nó, Redemption Noi. Oh no, cái gì vậy? Tiếp tục là 25 Orb Herit các bạn. Chiếc rương màu vàng nói với chúng ta rằng có cái nick. Trời ơi, nick ai gọi là mở hay là ở đâu gọi lên Facebook lướt xem TikTok ít thôi, chứ còn chúng ta gọi là quay video mở là thực tế là nó như này các bạn ạ. Trời ơi, ý là ở nick mình đó, thực tế nó như này. Trời ơi, trong khi mọi người khoai quá trời luôn, mình mở tới tận 3 rương rồi các bạn ạ. Còn 44/70 để thêm gọi là có rương phục thù, phục hạnh thứ tư á. Trời ơi, nói chung cũng khá là sốc các bạn ạ. Ồ, mà cũng sắp hết sự kiện này rồi nè. Hay không phải là hết sự kiện sinh nhật của Run City. Thế còn gọi là sự kiện cho rồng ăn hay gì đó sao không xuất hiện đi trời. Nào là thấy sự kiện trend off, trend quá trời trend luôn. Rồi sự kiện summon, rồi gọi là empower quá trời luôn. Không biết như nào. Có sự kiện mua rồng thì cũng có, nhưng mà hình như ít các bạn ạ. Chứ còn sự kiện mà cho rồng ăn thì chưa có. Mà không biết có không, chứ mà gọi là nhà Bắc Hành bảo fix lại rồi mà giờ lại kiểu có mất đi cái bản cập nhật ấy rồi, không có động tĩnh động thái gì hết trơn. Cái nhiệm vụ gọi là arena, nhiệm vụ cho rồng ăn cũng gọi là cũng thay đổi rồi, giờ trả lại hết mà cái kia không trả lại các bạn ạ. Buồn gì đâu á. Rồi các bạn, ta sẽ vào trong cái này xem là mỗi lần trong đây có được bao nhiêu. Ồ, nếu mà không mở bát nha các bạn. Ờ, lộn đây. 10 cây, chìa khóa, game, bánh rồng. Thì chắc là sẽ lộn được khoảng tầm là 2 nè. Đây chắc là sẽ có khoảng tầm 3 là 5 nè, 10 nè, 15 nè. Trời ơi, trong đây có 15 cái huy hiệu Redemption thôi. Ở đây thì mình đã đi hết rồi nha các bạn. Đây mình đã đi mà không có ra 150 game nha. Dễ gì, trời ơi dễ gì. Đấy, thôi thì định gọi là làm lại các bước like thôi. À, hình như bên đây là ra được thêm chú rồng của vị Holy nè. Sẽ skip cho các bạn xem. Đó, hay chưa các bạn, ra được thêm chú rồng của vị Holy nữa rồi. Và mình sẽ sử dụng lại công thức đó là rồng bắn băng 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 lên với lại rồng lá. Rồi hy vọng ra tiếp tục. Trời ơi. Đấy. Rồi ok. Thì còn ở trên đây chưa ra nha. Có ra được một chú rồng long nhông thôi các bạn ạ. Nào nào nào. Ui. Nhưng mà không sao, ra được thêm một vài chú rồng đó rồi. Thì bấm vào trong chỗ recall này. Ok, có Horai. Có Horai long nhông thì thêm một chú rồng này nữa các bạn ạ. Long nhông. Ồ, đặt ra là có quảng cáo. Và lại là quảng cáo này các bạn. Quảng cáo này giờ đây là đang thịnh hành hay sao ấy. Ok, và mình sẽ nâng cho chú rồng long nhông này lên level 30 nha. Phanh tách ra lấy 100 mảnh. Trước mình nhớ là mình có phanh tách một chú rồng rồi. Thì có thể nâng cho chú rồng này lên một sao rồi các bạn ạ. Bây giờ ôi, hành trình rất là dài, rất là lâu luôn á. Ok là lên level 30 rồi. Mình sẽ vào trong đây để mà phân tách nha các bạn, recon ra. Đấy, đây, đây, đấy. Đây rồi. Ok là. Còn lại thì mình sẽ chờ. Sẽ chờ các bạn ạ. Rồi, chúng ta sẽ vào trong gọi là arena này đánh nha các bạn. Sẽ sử dụng chú rồng Hatcher nè. Không có đan hùng cũng hơi buồn nhưng mà không sao. Dùng combo tổng hợp này cũng được. Ok, sẽ dùng combo đánh chú rồng bên kia. Sau ba chú rồng mình hấp huyết vô cùng mạnh mà. Hey, xin chào Dust Forager.
Rồi, ok, một chiêu gành ngã ngủ. Thêm trill nữa thì sao mà đỡ được. Kêu chú này ra nè. Mình sẽ hấp huyết nha. Ồ da. Rồi, cân ba các bạn. Sử dụng skill lửa nè. Đây rồi, để chú rồng gọi là đánh rất là đau luôn. Có cân ba được không? Cân ba đi nào. Oh no. Các bạn chúng ta chưa có cân ba được rồi. Nếu sử dụng skill hấp huyết thì sao? Thì phải cân ba thôi. Cứng ba các bạn nha, cứng ba, trời ơi. Để huy chương vào liền. Nên tình yêu một mình cân ba luôn. Quá ghê, đúng là sức mạnh của Vampire có khác các bạn ạ. Wow, ta chưa đánh mà mất hết hai trọng đầu tiên chưa hồi xong á. Skip đi nào. Ôi, gặp là chính mình. Như là do mình đang được bút môi trường nên mình cân ba đấy. Ok, anh này cân tiếp. Nhưng mà có lẽ là khó. Chú rồng kia sẽ xài cái skill Relic Victory. Không hiểu vì lý do gì nhưng mà cứ gặp mình là chơi thẳng skill này vào mặt các bạn ạ. Đến thế là cùng thôi. Sử dụng skill hấp huyết. Hay quá. Rồi, chú rồng bên kia sử dụng là đinh ghim kìa. Bắt đầu rồi, nanh băng xuất hiện. Địa một phát nè. Ôi, kiếm lửa chém đau quá. Nhưng mà mình có gọi là combo mà. Lo gì? Hãy xem combo của ta đây. Sử dụng cú đấm laser nè. Ok chưa? Sử dụng skill bóng tối nè. Quá ok luôn các bạn ạ. Và tiếp tục là hấp huyết. Hấp huyết nè. Đó. Cầu rồng bên kia đã nếm được mùi chung là combo chưa? Còn một chú rồng kia nữa. Chú rồng này còn có bơ nữa. Chém kiếm lửa độc lắm các bạn. Sẽ lấy mất đi cái lượng máu cuối cùng. Rồi. Xin mời, xin mời. Và đây sẽ là cuộc đối đầu chạm trán với chú rồng Morpheus. Morpheus không bơ các bạn, không bơ. Không bơ thì bị bơ thôi. Ui ui. Xém, xém các bạn ạ. Mà không sao, mình còn bơ hồi sinh nên mình mới có thể là liều lĩnh như vậy được. Dù sao chúng ta cũng là skill râm đầm mà. Ok, cuối cùng chỉ còn lại hai trận thôi. Không biết bữa giờ đánh gọi là có qua tới đâu rồi nhỉ. Ui, tìm đối thủ mạnh đi. Một game luôn, skip luôn. Yeah, đánh gành lên nữa rồi. Giờ phải đánh thôi các bạn, không skip là mất hai game. Oh, 208k máu. Được 3 phát, 105. Sử dụng skill được tăng 30% lên 115k, đủ sức là đánh bại cái rồng kia rồi đó. Mid rồi nha. Hấp huyết nè, đó. Rất rất là ghê nha các bạn. Ta sẽ sử dụng đánh băng và sử dụng một đòn khải tay. Và đây là kiếm băng. Chắc là mình đã Red Victory cho một cái quá không? 169k ngọt ngào. Ok, còn trận cuối cùng nè. Mở cái rương này thôi. Lên Master 2 rồi mà vẫn là hai các bạn ạ. Ồ, tính ra rương mình bỏ sót nhiều quá nhỉ. Trời ơi, đối thủ chúng ta gọi là yếu hết rồi. Đây rồi. Cuối cùng cũng tìm thấy một đối thủ gọi là cao tay các bạn ạ. Có lẽ sẽ sử dụng đến skill bóng tối. Ồ, Titan gọi là Burrow. Ghê vậy. Tên gì ghê vậy. Tên quá ghê các bạn ạ. Rồi 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 rồi. Tới rồi đó. Đánh đánh đâu thật sự chú rồng Titan này không biết có gì mà. Đánh rất đau các bạn ạ. Chắc do cách 10. Cách 10 và có những skill đam cao. Ui da. Chú rồng này cũng tính là tạo phản đấy các bạn. Lên máu đi ê. Rồi, tới công việc của nanh thần rồi. Sẽ đánh một đòn đánh tay nè. Đánh tay. Ui. Đau thế. Skill hấp huyết. Rồi. Sườn bóng tối. Được đủ đam không? Ồ, gần đủ đam các bạn ạ. Vậy thôi, còn lại để cho gọi là Nathaniel ra trận đi. Sử dụng gọi là đòn đánh tay nè.
hồi sinh chi thuật. Và thế là mình sẽ tiếp tục là sử dụng Magma Storm. Còn chú rồng Monster các bạn nha. Ui ôi, gì ghê đó. Xém nữa là bay màu chú rồng kia của mình rồi. Sử dụng skill bóng tối thì như nào? Giật ngay các bạn, không hồi sinh luôn. Monster hay là Master đây? Ok, thế là mình cũng đánh được lên xương xương rồi. Chắc là đánh lên xương xương vậy là được các bạn ạ. Đấy, còn lại thì chờ cho chú rồng này chúng ta ra thôi. Mình đánh xong lượt free trong đây chưa nhỉ? Rồi, xong rồi. Ok, vậy thì có lẽ là video chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em, chia sẻ cho thầy đi.